nhẹ chứ Quỳnh mới làm mà full bộ rồi ha, bao nhẹ nhàng nha nè. Quá bốc anh em ha. Đó, có hình này mình làm full của mình nồi bố Thái nha. Chạy. Rồi, chào anh em Quỳnh nha. Xe này thì là chiếc Quỳnh độ ha, thì tiến hành là làm full của mình nồi bố Thái nha. Sẵn đây quay phút lại cho anh em tham khảo, để cho anh em muốn chơi cái dòng này thì ghé ủng hộ bên độ xe Việt Nam nha. Thì cái combo này sẽ gồm có là full bộ nồi bố Thái nha. Đó, thì cái nồi cũ thì bị cháy đen thui rồi, cho nên là thay luôn cái bộ nồi, tại vì cái không có còn cái độ bám nữa nha. Đó thì có chủ xe đây coi cho anh em luôn. Đó, ở trong này cháy đen thui rồi. Thì nay tiến hành là làm cái nồi trước, còn cái máy thì sẽ làm sau nha. Đó, bộ nồi thì mình sẽ đi lại chủ xe là của mình là nồi bố Thái. Đó, nguyên combo nguyên bộ chủ xe luôn. Đó. Cái bố thường mình bỏ nha, mình đi bố Thái cho nó ngon. Đó. Rồi, cái bộ mình đã tiến hành là vô cái phần bố nha. Vô bố chuẩn bị canh nồi nha ha. Mình sẽ canh chuẩn cho chủ xe lại luôn, để nó chạy cho bốc nha. Còn cái nồi cũ thì sẽ trả về lại cho chủ xe. Cái nồi cũ bên kia, đó, bố nó bị cháy đen thui hết rồi. Đó, tôi kiểm tra lại rồi lắp ráp rồi cho anh em ha. Có bên này thì bao bóc lên cho anh em. Đó, anh em mà Quân 110 67 muốn làm nồi thì ghé ủng hộ bên độ xe Việt Nam nha. Bên mình thì đầy đủ phụ tùng làm cho anh em. Đó, mình thì làm nồi bố Thái cho nó ngon, chạy bóc bền, nhẹ xe. Nhẹ chứ Quỳnh mới làm full bộ nồi ha, bao nhẹ nhàng nha nè. Quá bóc anh em ha. Đó, có hình này mình làm full của mình nồi bố Thái nha. Chạy nhẹ nhàng vũ xe. Đó, để chiếc xe này đi phượt nha. Đó, chủ xe này mới là tập chơi cái chiếc xe vàng Quỳnh cà phê nha. Đó, test nhẹ cái nồi cho anh em ha. Đó, có hình nồi này lên là bao nhẹ nhàng cho anh em ha. Quá ok. Rồi, anh em muốn làm nồi Quỳnh thì ghé ủng hộ bên độ xe Việt Nam nha. Có bên này bao nhẹ xe bóc cho anh em ha. Rồi, chào anh em nha.